Ai nhớ cách cho hai thì nha anh em. Nhưng mà chủ xe thích chơi hai thì vô bốn thì ha. Đây là bình nhớt chưa khô luôn nha, chưa khô luôn nè, thích cho mọi người biết cái thể tích thật là 1 lít 2T, cách cho 2T. Rồi bình trong xe cũng đang chạy hai thì luôn. Anh chạy cũng anh chạy lâu chưa? Mấy mấy bình rồi? Bình thứ hai rồi đó. Bình này bình thứ hai rồi. Ok. Rồi để mình qua mình xả ốc nhớt rồi mình châm luôn. Chiếc nhớt là châm luôn. Châm hết luôn hay là sao anh? Châm ít thôi, còn chưa ít. À chưa lại phải không? Đâu có đủ hết lít đâu. Máy xe trước anh có thay không? Có. Anh cứ cho mình lo đổ thay cho thay 3 tháng. Nho hả? Nho thay 3 tháng rồi. Mà anh nhớ này anh mua luôn hả? Lấy bên đi xăng á. À, lấy bằng cây xăng về quốc luôn. Lấy bằng chùi anh giùm anh cái phiểu tụn. Xô lưng. Lỡ cầm cái này cái. Chùi không? Từ từ cho cái video nó đứng lại ra. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ khui bình nhớt này nha. Bình nhớt là chưa khui nè. Rồi mình khui nhớt. Cứng biểu. Rồi đây là nhớt hay thì nha anh em. Trong veo. Trong hơn nhớt kia của mình. Chưa lại 200 anh ha. Đây đâu hay là tí nữa hai tê nha anh em, chứ không phải là mình chăm nhớt bậy nha. Nhớt trong vắt luôn. Rồi để em ship nhớt lại cho nó chắc chứ để. Gặp người hiền thì ít, còn người dữ thì nhiều mới không bỏ cát vô nữa. Rồi test máy luôn. Thanh niên cứng nên mới thay bình nhớt hay thì vô xe 4 thì nha anh em. Rồi xin chào tất cả các anh em yêu xe máy nha. Hôm nay lâu lắm rồi giờ mới làm cái video đặc biệt như vậy cho anh em xem. Anh em cứ lên comment và chia sẻ những cái video này cho mọi người biết nha. Nhớt này xài rất là tốt á.